Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì cái chuyến hành trình của gia đình Nên, trong gia đình như là ba nội của Nên thì xuống đây thì Nên tại vì nhà Nên thì ở ngoài kia, không có ở gần đồng ruộng á cô chú anh chị. Thì cho nên Nên vô đây là mượn cái trại của bác Út. Thì Nên sẽ trải nghiệm cùng dẫn ba Nên cùng trải nghiệm với Nên ha. Sống trong cảnh đồng ruộng này rồi với thưởng thức những cái không khí trong lành ở trong cái ruộng ha cô chú anh chị. Nói chung ngoài này bên này thì gió thổi rất mát, gió thổi cô chú anh chị nghe không? Nghe gió thổi hù hù không? Gió thổi thì rất mát, thì nó nhiều khi gió thổi hơi ồn á, thì cũng Nên cũng mong cô chú anh chị em cũng thông cảm cho Nên. Thì tại cái máy của Nên á, quay thì có cái tiếng gió thì nó sẽ nghe ù ù, thì Nên cũng đang chuẩn bị khắc phục những cái tình huống này, thì Nên cũng mong cô chú anh chị thông cảm. Thì đây là vô vùng thuộc vô vùng bảy núi á cô chú anh chị, nhìn xung quanh thì núi non đồng ruộng không ha. Thì vô đây thì Nên chỉ dẫn ba nuôi Nên vô trong cái trại của bác Út nè, thì trải nghiệm ở trong này. Thì tại vì Nên đã quen cái sống trong này lúc mùa nước nè, giờ ba Nên thì cũng rất thích, thì Nên dẫn ba Nên vào này cho trải nghiệm ha. Bây giờ thì ba Nên dưỡng sức rồi, ngủ chút xíu. Thì bây giờ anh em mấy anh em Nên sẽ đi xuống sông ha, mò dẹm nè, mò hến nè, hay là cái này cái kia đó. Rồi cái lên thì mình làm những cái món này món kia đồ ha cô chú anh chị, lặng cho được ba Nên được có cái trải nghiệm của người miền Tây ha. Thì dưới hiện giờ Tư Đen miền Tây thì với anh Thanh thì với anh Trường thì xuống dưới mò hến. Thì Nên sẽ xuống chia sẻ anh em, Nên sẽ mò hến nè, bắt dẹm nè này kia rồi. Đây bắt con mấy con bự bự anh ơi, lựa con bự bự thôi, bắt con nhỏ nhỏ rồi anh gì đó nè. Đào luôn, mọi đảo lên chỉnh luôn. Ừ nè, đây là ốc quắn ha. Thì Nên kêu bằng ốc quắn, thì còn kêu bằng ốc đắng nữa. Ốc đắng nữa là với mấy con này là chim chép mới chạy chậm mau hơn. Ốc quắn con bành bành không nè của chú anh chị. Rồi dưới đây hến ha, đó này hến nè, cực lựa lắm đây. Bắt mấy con bự bự thôi, bắt hết nè. Ừ, hết á. Mấy con chim chép này lựa mấy con bự bự thôi. Mò sao bạn không vui? Mày mình lên nữa mình mò xong cái mình làm gì đây? Ăn thì mình còn hết, cái mình nào chơi cái mình cho nó vớt mình lấy thịt. Thịt cái mình xào hay cuốn bánh tráng hay làm gì đó cô chú anh chị bắt cứ. Cuốn bánh tráng ngon lắm. Đều cũng ngon ha. Này là gì? Dẻm bông hả? Có. Đây cảnh sông nước miền Tây ha cô chú anh chị. Thì dạt hai bên thì người ta đều trồng tràm với đằng lặn giữ bờ á, để người ta giữ cái bờ á, đừng cho nước nó lỡ vô, đừng cho nước khi mà nước lên nước xuống á, đừng cho nó lỡ đất quá cô chú anh chị. Cho nên người ta trồng tràm, nguyên dạt tràm ha. Đây dài ngoài bên đây cũng vậy. Đây đây là đồng hai vụ, đồng hai vụ thì tất nhiên là mùa nước nó sẽ lên ha. Đó. Sao? Cạo gì? Cạo hến. Cạo hến. Hến phơi nắng nè, rồi mình xào tỏi hay gì đó. Rồi chim chép lên mình nướng nè. Thôi, tôi rớt cái nhẹ mà nằm vậy nè. Ông nổi vui. Ồ, em mò được con dẹm nè. Chim chép. À. Tầm bảy tầm bảy không đúng bài không săn chai chim cờ mới gì vậy này vậy con gì hả con chim chép à chim chép vậy đâu có nói cái gì đâu. Mình ăn dẻm bông nè, mình ăn hến mới đi rồi chút ở trong đây thì dẻm bông ha. Nếu xíu ăn gì anh? Đó nó mập lắm bạn.
đi mơ phơi nắng không nhìn thấy chứ. Thấy được cái giò này nhìn lọ lũ chứ tôi mới gì hết. Cái đó là ba coi coi cái con áo cái lặn thớn mà. Thớn nè ông hàng thớn có đồ đồ đủ nè. Tôi thấy chứ mấy con này thật không nè. Máy em chắc quay nước được quá anh Thành. Anh Thành, máy em chắc quay nước thử quá cho em nhá. Em nhận xuống nước. Vô đâu. Vô cấp thiệt lãnh không có nhiêu tiền hết trơn á. Cái máy là thua luôn à. Ừ. Để máy rồi mới ai cho nữa. À nên bắt hến nè, hến bự bự không nè cô chú anh chị. Đó thấy không? Quá chừng hến nè. Rồi, thôi để anh sẽ tiếp anh em mò chút xíu ha. Đây mẹ ơi, thấy bà tắm dòng chưa? Chạy nghiệm xuống tắm xong. Lâu lắm rồi mới tắm xong à. Ông nó mò xích ra coi ông mò gì mà sát mé đó không à. Con đó mà nhà định là ngày mai xào khóm á ba. Khóm dưa leo ngon á. Ủa con này nó lão quá ta ngon. Chim chép. Không con. Con chim chép nha con nhím. Ừ. Mình ốc trắng. Thấy rồi lăng lăng. Trắng. Thì nãy giờ anh em nên cũng đã mò xong rồi, được một thao luôn nè cô chú anh chị. Hến nè cô chú anh chị, hến còn bành bành không nè, hến nè, hến còn bự bự không, hến rồi ốc rồi với dẹm nữa ha, hến nhóc luôn á, hến nè còn bự gì không à, quá chừng luôn à. Mời cây để làm gì ăn hả cô chú anh chị. Nè. Hến bành bành thôi nè, hến bự không à, đã ghê luôn. Giờ này cái xui cái chiều này cái nên tính làm một cái tiết mục nhỏ trên chẹt nữa, nhưng mà bị mưa của chú anh chị à. Hiện giờ mưa quá chừng, trời chuyển mịt mù săn cỏ luôn, đang mưa lâm găm ha. Đó, ở ngoài đồng là nó gì á, tới chừng mà mưa cái là nó gió dữ lắm luôn, mà mưa cũng dữ lắm luôn á, quá chừng mưa. Giờ này gom vô trọng trải cho nè. Nay bà nuôi nên trải nghiệm được tắm sông, trời vui quá chừng luôn. Ông nói mấy chục năm mà ông mới được tắm sông lần, quá chừng à, mưa quá mưa. Thì tiếp tục giờ này cũng chiều ha cô chú anh chị, nhưng mà cũng bớt mưa, cũng nên thấy còn chuyển dữ lắm nè, rồi cũng bớt mưa nè, thì tiếp tục nên buổi chiều nữa ha cô chú anh chị. Thì buổi chiều thì nên có tiết mục là gắn thì của anh Thanh ha, gắn hầm củ cải, rồi với món thứ hai là chuột nấu chua, chuột đồng nấu canh chua xã nghệ ha cô chú anh chị. Đây cái nồi lẩu đây, mình sẽ nhúng làm lẩu ha, món thân quen chuột đồng nấu canh chua xã nghệ. Ủa sao bắt đè lên con? Dạ để con bắt bà. Bà đó giờ ăn món này chưa? Chuột đồng làm canh chua xã nghệ nè. Được. Nghe món quen không? Lấy cho mình lấy vàng cho mình treo ấy. Rồi, để nền. Treo để sâu họ cái này nó nín. Sâu đưa vô là cái này. Không, cái này còn ấy bốc. Sào sơ à. Bữa như con làm là con đã hấp nó chín luôn. Lanh dữ vậy, từ đâu có bỏ vậy. Bỏ nhiều quá, gió cả. Lạnh quá, anh Thanh này lạnh quá. Em để riêng lạnh biết sao không? Bỏ vài miếng thôi. Không, này không lát mình ăn không được. Cho nó sôi lên. Anh bỏ nhiều quá nó không có ngon.
lạnh để ít vô. Vậy đó, nhúng nhúng ăn tới đâu quất tới đó là ngon lắm anh. Anh ăn món này chưa? Anh ăn thử đi. Mai mốt em làm cho anh cái món đặc sản luôn. Em nói thiệt là món này độc quyền luôn, là chuột đồng tái chanh. Để vô nhúng ăn thôi, ít ít thôi. À không. Chuột đồng, chuột đồng tái chanh chấm bù tạc đó. Vậy anh chịu không? Giờ này mặt trời sập xuống rồi, bắt đầu mình tiếp tục mình làm chập hai. Mời cả nhà nhậu nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn. Thì để hương đồng cỏ nội có đại, gì đại đâu ba thử ăn cái món chuột nấu canh chua sa nghệ dâu ba nấu coi ăn êm không? Chưa mày. Chưa, để cho nó ấy chút đi. Chín rồi. Không, giờ. Cái thịt đó nãy giờ rồi. Nãy giờ chín rồi. Giờ cho nó con đâu ba làm cái rồi. Ủa, cái ấy chú đâu có cái đũa không cầm tay kìa. Không có, không có mà. Mà sớm là chắc mà em chưa có sỉnh làm nghe cái món gì à, nãy có gì bắp chuối nhúng rồi. Chưa, cái đó là chưa, từ. Còn nhiều món lắm. Ủa giờ đây vòng vòng đây chưa thấy cái chuối đâu, chưa lấy gì chặt. Ừ, vậy mà người ta có cây chuối như này hơi tổ bắp vậy. À, là đó hả, là đó hả. Chuối của tao đó. Đó. Chuối của tao đó. Chấm muối qua. Không có quá trời hơi cay. Quá trời hơi cay. Ăn với muối ớt, thơm muối ớt, hơi quá trời hơi cay rồi. Dâu anh mà nó ớt rồi, nó đầm muối ớt cái ăn không nổi luôn á. À, mấy anh em ăn cay cay gì không à, nó ngon. Ê, than chế miếng nước này vô cho nó có ấy dễ chắc. À, cũng như là có nước cho nó thay thay thế gì nước canh phải không? Lấy nước này làm nước canh phải không? Chế vô miếng. Mình không sử dụng canh. Mà mình sử dụng nước lẩu luôn. Đó kìa này. Ăn nó tan đó kìa. Đắp đi để ăn cay quá. Vừa ăn thôi. Cái này ui thiệt cái chú ấy. À. Dạ. Rồi, dâu ấy là ông vợ chồng rồi. Làm chén khác cho ba gà cay dữ lắm rồi. Cuốn không rồi. Dâu bay bên còn chung. Mình đi chết đó không là lương mình đâu có nhanh dữ như đâu mà chưa được một tiếng đồng hồ nó một bị rồi. Ông ơi, hôm ngày ông này mình của mình là lương không ai bắt còn nguyên, không ai đập chấm đập gì trên còn nguyên. Thiệt nhóc chưa á. Ờ, dụng em muốn thích mưa hay là không mưa? Mà chị đi không mưa. Mày bà ơi, trong rồi. Trong rồi, trời giờ này cũng đang dùng tiệc mà. Mưa cái là im lắm ạ. Chắc hết rồi anh ơi, hết mưa, ổng không mưa đâu, chắc mưa đây rồi mà. Giờ đây cảnh chiều hơn chưa? Mưa thì cũng đang nhiễu hột lâm găm. Đó. Hồi chiều á ngồi trên chiếc chạy rồi trên đường đi tao xin lệnh rồi xin ông rồi xin hết rồi đừng cho con mua cô chú đây mình chung quá sai ta không được luôn tính tối nữa chạy chưa con chú đầu chồng trước không chừng trả giá đi ta nói cho trả giá đó chừng 15 trái đô lợi hà. Quá nhỏ này bán nhà là dữ. Tôi thấy là hết con có mua chú. Không nhưng mà khách nào mà ăn cay được á. Phải rồi đó. Cay quá. Đúng rồi, không quá xà không kìa. Nếu đồ ăn mình nhậu sức mình nhậu. Bị nó cay quá ăn không được. Đã không ăn được. Vô. Cho nó hết cay. Cay quá. Tao hết rồi. Chấm muối kia đi ba. Để tạm muối hả? Mà uống gì nhanh chứ trời uống gì rồi thôi uống nhanh gì. Đấy, cái lon đó là lon anh, lon chú ý, với lon ba em là nãy anh bỏ lại vô đây nè. Trời quá ông hít hà quá trời luôn cổ à. Cái này lon cũ mà. Cho bún. Mình nhậu dưới vậy. Em còn gì nữa anh thấy còn được. Chú Út với chú ấy dùng cơm vô rồi uống chú ơi. Không, tao dùng cơm vô tao nghỉ. Đang uống bia mà ăn miếng cơm dư nữa là rồi xong rồi nghỉ ăn luôn rồi. Thì bữa nay cũng là ngày thứ hai hả cô chú anh chị, ngày thứ hai ba nuôi của nên trời với nên cũng ở trên đồng. Thì tối thì ba nên ngủ ở đây luôn, ngủ dựng lều ngủ ở đây với nên
Thì tính bữa nay là tại vì hôm qua giấc chiều á nên có mòn mớ hến mớ ốc rồi á, với dẹm này nè, hến nè con bành bành nó ngon không à. Đó cô chú anh chị thấy không đó. Này hến này thì nên làm chuyện khác ha. Thì tính bữa nay là xuống dưới chẹt chơi, nhưng mà không ngờ là bị mưa của chú anh chị, mưa lớn dữ lắm luôn, dạng đám mưa lớn dữ lắm, giờ mới bớt ấy nè, mới bớt được một chút nè. Đó, mưa quá trời mưa luôn. Thì hiện giờ thì nên đang nhúm lửa than. Khung cảnh đồng ruộng bây giờ là nên nói là mắc tiêu núi đồ vọng trơn, núi vọng đồ là mắc hết trơn rồi đó, mắc núi hết trơn đó. Giờ hiện giờ còn đang mưa ha, đang mưa cũng còn nhỏ, còn cũng hơi lớn hơi à, chứ không lớn gì mấy. Thì nên cũng đang nhúm lửa than. Nhúm lửa than cái bắt đầu cái nướng ốc với dẹm ha cô chú anh chị. Còn đây là bắp chuối hộ của mình cô chú anh chị. Này là nên mua ở chợ nè, ở chợ người ta cắt nguyên bắp á, chưa có chỗ hoài á, người ta bán. Thì người ta bán 1 ký như vậy là 40.000 ha. Thì nên mua cái bắp chuối bự lắm. Cũng 2 ký mấy á, cái bắp chuối 2 ký mấy cũng được, cũng hơn 100.000 á. Thì lặn chút xíu nữa nên làm cái món lẩu lương ha. Lẩu lương này thì hôm qua em lại á, tại vì nên không có đi theo quay, với hôm qua em lại đi ra ngoài đồng này nè, ra ngoài đồng ở đây luôn, đi xiệt á cô chú anh chị, xiệt được mớ lương nè, nhiều lắm luôn á, cũng 2 ký mấy 3 ký lương á. Hôm qua lương cũng có con bành bành không có trứng luôn đó, chút xíu cái nên làm lẩu bắp chuối ha. Giờ này ổng mưa lớn rồi, vô trong đây hơi thiếu ánh sáng rồi, mong cô chú anh chị thông cảm ha. Mưa lớn nữa rồi, thì bây giờ để nên dọn cái này ra, cái đầu nướng ốc cho bà nuôi nên với bác Út, bác Hai rồi lại ra trước ha. Hiện giờ mưa lớn nữa rồi cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy mưa không? Mịt mù săn cỏ rồi, không có gì chút xíu rồi. Cái bây giờ mưa lớn rồi, về cho mấy ông lão tiền bối ông vô đây nè. Đó này kêu bẩn gì mà dẹm nướng trang mỡ hành gắt đậu phộng. Hấp dẫn. Này bà xuống con là cho ăn đồ đồng không luôn. Dạ được rồi đó, không có lục nghề. Đây ốc ở đây. Ốc nữa nè bà. Này ốc bu của em Khang bắt ở nhà đem lên. Thì ốc hôm qua thì nên luộc hôm qua hết rồi. Bữa nay cũng có ốc mà ốc với em Khang đem lên. Còn này là nên bắt. Bắt ở dưới kinh này luôn nè cô chú anh chị. Bắt dưới kinh này nè. Hến rồi. Không nhiều cô chú nhìn hấp dẫn không? Ở trên em bán trên trước á. Bự đúng rồi, đây cũng có nữa bà. Bán con bự bự mà. Nên mấy con thường đa số dặm cờ nhiều rồi. Nó dặm cờ á, con bành bành không à? Con không biết nó có nuôi không mà không biết, thấy nó con nào con nấy nó bành bành cỡ cỡ mà. Rồi, cầm ly vô cho đỡ lạnh đâu. Rồi, vô cái đây. Về đồng quê nè. Đi đâu rồi đây đó. Có đây là ăn mưa ngay đây luôn. Xuống nhà có con xuống nhà. Cái trời nước.
đó là lần núi núi cấm này nọ rồi đó. Mà hôm nay đầu mưa quá trời mưa luôn rồi lạnh quá không làm gì mà làm bị sậy rồi dạn qua còn nó giặt rồi giờ uống rượu đế à có rượu đế với chém chém à. À các bạn nhớ nè thấy Quý Hành không các Mở Hành không cũng còn luyện tay nghề lắm á còn nhuyễn lắm á chứ bộ à. Quá. Ngồi ngồi ở trong ngồi nhậu là dương dương là ở ngoài nằm mưa đó. Mưa nó dột ướt luôn à. Nè con này sôi nè làm con qua. Đó. Để khô quá không? Để khô quá không ngon ba nè. Ừ quên. để con thấy cái gấp. Rồi làm con thưởng thức thử rồi bài với bác Út rồi nè, bác Hai nè. Xôi kìa. Làm con thưởng thức coi nó làm sao. Thẳng giòn rồi à. Có cái thùng có ba gác xuống dưới đó. Thẳng giòn đó. Để thêm vài con ốc lên đó, ai ăn ốc ăn. Biết ngày mai là mà ngày vu đế là trời mưa cái gì trời mưa cái không không mưa gì làm vu đế là ấm lắm đâu bà. Mưa đó em buộc rút mà nay em buộc rút. Ngoài thì đang mưa dông ở trong chạy thì có bốn ông lão luyện thì nãy giờ dùng ở quê mình nói dùng món nướng rồi bây giờ là dùng tới món lẩu lương đó chú anh chị. Lương này thì ngày xưa là chú xào sơ nêm nếm xả ớt rồi cái xào sơ còn lẩu thì mình làm bằng cơm mẻ thôi chú anh chị, làm bằng cơm mẻ cái mình đổ vô pha nước nêm đường bột ngọt tiêu tỏi hành gì đó cái đầu mình làm lẩu ha chấm với rồi muốn về với bắp chuối thì mình sắc cộng đây nè cái mình chấm nhúng thôi buông mẹ không nói độc giác làm khúc này đi ba. Cái giác phải nấu ba làm khúc này đi chín rồi đó bốn chuối đó lên mình đó mà cá lóc đó thôi giờ bốn chuối rồi con cá ăn nhiều đó ăn bắp chuối ngon kho cái giác kho làm bạc cái giác mới được chua đúng không mà cái giác có chua ngọt chứ không phải nó chua ấy lương chín nó vàng đó bà. Biết rồi, mà từ đó sao biết rồi ba đọt giác hay toàn quái làng ta cái tên nó cao ăn cái này á bắp đỏ ăn cái đọt giác ăn anh Chí ăn anh Chí dùng đi đó không thấy chưa ông ấy đó lương vậy là chính rồi đó cái đọt lương nhãn mình ăn chưa rồi rút cái giờ chưa có nước mắm trong chấm muối ớt đỡ rồi. Giờ này thì mưa cũng đã bớt ha cô chú anh chị, thì nói chung là cũng còn lâm râm rắc rắc hơi thôi chứ không còn nữa đó bầu trời cũng còn lâm râm rắc rắc hơi thôi thấy giờ thấy núi rồi nhìn cảnh đồng ruộng xanh gờ nhìn đẹp. Nó
Được ba. Vừa ăn không? Vừa ăn được không ba? Căng thẳng rồi đi chứ đã. Không biết phải kiếm chỗ nào cho ba vừa. Đúng không? Được mâm chồng, xả. Hấp dẫn. Bên đây đâu có ai ngồi đâu mà đưa chứ. Để anh Chí anh Thành rồi đó. Còn đây có chén người bỏ chặn à, được rồi. Bán ở đây được bán đi, bán không đi. Dạ được rồi. Rồi, thôi bây giờ anh cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Nên cũng cảm ơn cô chú anh chị em cũng đã luôn ủng hộ chị chồng nên. Thì nên hẹn cô chú anh chị lại video sau. Cô chú anh chị xem video nhé. Bye bye, chào bye.